Nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh rất đẹp trai, rất dễ thương luôn. Rồi. Đào Vũ Thanh rất là đẹp trai, các hát rất dễ thương luôn. Không có nhà, không có nhà lúc nào cũng luôn luôn bình an, mọi điều tốt đẹp. Dạ, dạ, cảm ơn. Cảm ơn nghệ sĩ Đào Vũ Thanh nha. Ở nhà, không vậy? Cha cháu đẹp kia, cháu đẹp kia. Thành hát chắc hay luôn, hát này luôn, quá hay. Cái chả cái bông đèn đó, chị thấy cái mặt cũng xinh. Chào tớ tới nơi rồi Đào Vũ Thanh. Dạ dạ dạ. À, chú chị hiện tại bị nghệ nhân ưu tú Lương Hồng Huệ ra về cả nhà. Nhân ưu tú Lương Hồng Huệ. Nữa.
vợ gì vậy? Chung là không có chân luôn. Đẹp còn hát hay nữa. Xinh gái hát hay luôn. Đây là xung quanh hội quán khi nghệ sĩ Linh Tâm hát.
dễ con. Thank you.
Nay cô coi nhạc có vui không cô? Vui hả? Đằng sau cô tới đó nha. Đi coi xem nhạc có vui không? Dạ. Hello, chào kênh của Sang Sài Gòn. Dạ. À, từng sau chị nhớ ghé nữa nha. Ok, ok. Dạ. Dạ. Chúc chị chào xe. Chào xe bài
Chào bà ngoại. Nay ngoại xem nhà có vui không? Vui chứ. Dạ. Vui quá trời. Dạ. Từ sau ngoại tới nữa ha. Dạ. Tên của con tên gì? Dạ con là tên Sang Sài Gòn. Dạ. Từ sau nhớ ngoại mới tới nữa nghe ngoại. Dạ. Ngoại năm nay chứ ngoại 80, ngoại bảy mấy đó ngoại? 73. 70. Mới. Mới có em đứa. Cháu nội mới đám cưới à. Ở đâu lận? Ở Bà Điểm. Bà Điểm Hóc Môn. Ừ. Con mình tư tôi bà thấy hai cầu dừa kia lên ăn xương còn đúng rồi thấy là nhà bò của mẹ con có đất để chợ cái me đó đúng quá cỏ ngay chợ cái me đó ở bên miền tư đi qua đây ơi hiện tại bà con ra về hết á cái đi coi nè em nào cũng đi coi nè em phía trước nè nay xem nhà có vui không chị? Dạ. Chị đi xem nhà mấy lần rồi? Mới có lần. Lần đầu tiên hả? Lần đầu tiên chị lên đây cảm nhận thế nào? Thiên cấu hả? Có dịp khác chị ghé nữa ha. Dạ dạ. Cảm ơn chị. Coi vui không chị? Vui. Dạ. Chị đi coi mấy lần rồi? 4 lần hả? Nay chương trình thấy cảm thấy hay không? Hay. Dạ. Rồi từ sau chị tới nữa ha. Dạ, cảm ơn chị nhiều nha. Rồi bên trong hội quán nhân viên đã dẹp hết rồi nha. Dọn dẹp. Rồi mình cũng chào tạm biệt luôn nha. Cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi nha. Xin hẹn video tiếp theo.